Hello, hello cả nhà. Hello, dậy thôi cả nhà ơi. Tân vừa thức dậy và đang quan tiếp cái tòa nhà sinh thái. Bây giờ di chuyển sang đây để tăng anh em vào nè. Xin chào. Không biết anh em ở đây đâu. Hello, ba người đang xem. Ủa, có vẻ mặc cái bộ này nó ra đây nóng. Nóng quá anh em ạ. Tí nữa sẽ lên trên kia nhá anh em nhá. Đấy, anh em đã dậy ở trên kia rồi. Sáu giờ mới đi ngủ. 6 giờ đi ngủ. Chủ tịch đang ngồi ở thớt đây này. Đây. À, chị quay à? Đây. Hello. Mọi người đang livestream cả nhà. Cam của chị đâu? Ok, cả nhà nhìn thấy chưa? Rõ nét chưa? Đây. Đang thăm vườn. Đó. Cái sung này. Xong lúc tối review cho anh em này. Ai tinh mắt nhìn thấy cái quả sung nhá. Cho mọi người xem này. Còn nhiều sung lắm nhưng mà không hái được. Ít trên kia. Đây đây đây. Đó. Đây là quả sung Mỹ anh em ạ. Có thể gọi là sung Mỹ hoặc quả vàng. Đây. Đây. Đấy giờ chín trên cây chín cao quá. Không hái được. Ở trên kia nó rung không xuống, nó héo lại. Hello. Chị Minh dậy sớm thế? Tất nhiên, tận dụng thời gian. Em ngủ quên luôn. Dậy đã 6 giờ. Tỉnh phát. Thế hả? Xin đấy, mấy giờ thì ngủ mà 6 giờ dậy. Đấy lúc đấy mình đi ngủ lại lúc sáng. Xin chào 18 anh chị em nha. Cho anh em ra thăm bên này. Rồi lát nữa sẽ lên 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 nóc nhà. Đây 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 đây. Ấy, ở nhà thấy chưa? Nhân viên đang cắt cỏ bên kia, trời vẫn đang mưa. Cái này phải đi, lát nữa phải đi giày ra. Đây, nhân viên đến đón đi ăn sáng đây. Hello, bắt màn hình. Đấy, đây đây đây. Bên kia có ngôi nhà mọi người đang ở bên đấy. Đây. Mọi người đi tản hết ra rồi, mình dậy muộn quá. Qua nói chuyện từ nửa đêm cho đến 5 giờ. Hello. Đây. Cái hồ kia anh em nhá, cái hồ kia. Đó. Đây. Đây. Bây giờ mình sẽ lên nóc nhà. Đi một vòng, có nên đi vòng không? Thôi, thế nóng nhà cả. Mát lắm anh em ạ, mặc áo này đi rất là mát. Không lạnh.
Rồi bây giờ lên nhảy. Ở trong nhà có một cái lò sưởi anh em ạ. Ở trong phòng có một cái lò sưởi ở bên dưới nó hết vậy. Ô, cái này lên đây phải đi giày. Cái này phải đi giày. Xuống đi cái giày ạ. Trời mưa này. Trời mưa này, nếu mà bình thường, nếu mà không mưa thì mình có thể đi chân đất được. Nhưng mà trời mưa là mình phải đi giày. Không chơi chân đất được. Ôi sao không nhìn thấy cái comment của mọi người nhỉ? Có ai comment gì không nhỉ? Cả nhà có nghe rõ không? Cả nhà ơi, cả nhà có nghe rõ không? Có ổn định wifi không? Có ai đang nghe tôi nói gì không? Không biết lên trên này có... Ô! Ô ô! Cây nho! Cây nho anh em ơi! Cây nho! Cây gì đây? Đây cây gì đây? Không biết quả gì luôn. Cây này chắc cũng ăn được này. Đây. Nó hơi chua chua. Nho đây. Cây nho mà chuyên gia kinh tế bảo là sắp tới bạn đến đây sẽ được vặt đây. Mình sẽ hái trước. Mình sẽ hái trước. Chua lắm. Bên trong là nho. Ong này. Ong chết trên này. Đây là cái pin năng lượng mặt trời. Đây là pin năng lượng mặt trời. Nó thu cung cấp điện trong ngôi nhà cả nhà. Đây là tập pin năng lượng mặt trời này. Ở trên mỗi một cái nhà như sinh thái như này thì nó sẽ có cái hệ thống, đó là thu, tức là tiếp nhận năng lượng bên ngoài ấy, để nó tạo ra điện năng. Chúng ta sẽ thấy, nhìn thấy cái cây táo quả to rất to này. Anh em nhìn thấy chưa, táo này. Đây, cây này có hai quả rất là to này. Mấy cây này quả rất là bé. Quả rất là bé, li ti li ti. Đấy, táo đây. Chín vứt đầy đi. Tôi sẽ đi sang bên này. Có cả dâu tây anh ạ. Dâu tây chắc là mọi người ăn mất rồi. Đây. Cây này không biết là quả gì nữa. Táo hay gì đây. Táo. Thử nếm xem nào. Chua. Chua. Nó không chát. Chua. Chua. Cái này thì cái này phù hợp với các ban trưa mà thức dậy ăn rất là ngon. Không có wifi. Hiện giờ không có wifi, phải xuống lấy cục wifi đó. Chào Nguyệt nhá. Mới ăn trộn quả táo bé bé. Ăn nó chua. Ăn nó chua ngon lắm. Đâu, phòng mình đây. Đi thăm sở thú. Đâu chị? Giờ mới dậy á? Chưa review cho anh em phòng đó nhá. Có gì review sau. Tây hình như là đến đón mình đi ăn sáng ấy chị ạ. Không rút được chìa khóa, kệ nó.
Dạ. Cái gì ạ? Em ở trên lóc nhà đây thôi. Trên này nhiều táo lắm chị ạ. Ờ. Nhiều táo, nhiều trái cây ăn lắm. Có nhiều quả táo, có cái quả bé bé lá nữa cho Nguyệt xem cái quả táo này. Chắc mang về làm quà cho Nguyệt được. Vâng. Cho anh em xem quang cảnh bên trên của cái ấy này. Đây. Đây. Kia. Khung cảnh nhà gỗ này. Đấy. Cây sung kìa. Cây sung vả kìa. Cây sung Mỹ kìa. Úi dồi, cây này nhiều quả dã man. Cơ mà rộng cao quá. Cao quá không lấy được. Cây này đa phần là quả nó sẽ bị héo khô lại này. Đâu đây đây đây. Anh chị em thấy không? Quả nó héo khô lại này. Đấy. Ôi. Ở bên trong nóng quá, để Tuấn kết nối cái cục wifi. Xong rồi có gì ra. Đây, ra đây. À. Mặc cái bộ này mà đứng bên ngoài thì bên trong thì quá là nóng luôn. Quá nóng. Nên là phải đứng ra như này. Cục wifi. Cục wifi. Tôi khuyên mọi người là khi mà đi du lịch nhá, chúng ta đừng mua sim, mua cục này. Nhá, tuyệt lắm. À, anh thấy, vừa nãy anh thấy rồi. Đấy. Chúng ta mua cục wifi này đi rất là tiện lợi. Chúng ta có thể là xuống máy bay chúng ta bật lên là chúng ta dùng được rồi. Chứ còn sim thì nó sẽ bị chập chờn anh em ạ. Chúng ta nên dùng cái này. À, có đâu đó là 250 một ngày thôi. 250 một ngày. Chúng ta dùng rất là thoải mái. À, để em Tuân kết nối lại wifi và chúng ta. Loan ăn trộm táo này anh em ơi, Loan ăn trộm táo này. Loan ạ. Loan ăn trộm táo nhà tôi nhá. Ok, anh em thấy chưa? Có quả dâu tây nào không Loan này? Có quả dâu tây nào không? Cái quả em đang cầm quả gì đấy? Quả này quả gì? Chát à? Ê, alo, alo, 30 anh chị em. Ở đây cả cây thảo dược này, chủ tịch nói cây thảo dược. Đây anh em ơi, cây thảo dược này. Đây, thảo dược này. Đây. Mạng bị vấn đề anh em ạ, à, không dùng được. Vừa mới khen xong. Vừa mới khen xong. Bây giờ đi tham quan vườn táo bên này đây. Toàn tài sản của mình đấy Nguyệt ạ. À. Đây đây Nguyệt ơi, Nguyệt ơi. Quả này có thể mang về làm quà cho em được này. Ấy, táo này. Táo to lắm, size rất là size này. Ấy. Đây. Đây. Đây táo này. Thử xem. Vừa nãy ăn quả đỏ rồi, bây giờ ăn quả vàng thử xem nào. Ngon, ngon, ngon. Ngon lắm. Ngon. Đây, cây táo đây. Cây táo mà tôi muốn hái đây. Đó. Anh em thấy không? Táo này. Đây, nhiều lắm. Đây, đây. Đó. Táo đây anh em nhá, táo này. Tự trồng nhá, trồng trên nóc nhà nhá. À. Đây. Đây 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 cây táo này. Đấy. Thấy không? Cây táo. Dụng hết này. Hello. Dụng hết anh em ạ, dùng hết ra đây này, không ai ăn. Nhưng mà cây táo thì to hơn nhỉ. Đấy. Tùy từng quả anh em ạ, tùy từng cây, có lẽ là do chất lượng ấy. Rồi. Cây này cao lắm. Táo cây này rụng hết đầy đây. Ui, dâu tây chả thấy quả nào.
Cây này chả biết cây gì. Cây dâu tây nhỉ, trước quá nhỉ. Mình thử tìm quả táo nào ngon. Cây này mình thấy nhiều, chưa biết cây này cây gì. Gia Linh dậy sớm thế, xin chào. Gia Linh cả nhà. Cây đấy là cây gì nhỉ? Quả mâm xôi. Cây này là cây mâm xôi. Đúng chị anh em, đây là cây mâm xôi này. Táo ở kia nhiều lắm. Đây, cây mâm xôi này. Đây là cổ đông Việt Nam nha. Cây mâm xôi này. Đấy. Chưa chín. Chưa chín lắm. À. Cây này giống cây sim á. À. Quả này không có dâu, không cây quả gì. Nhưng mà cây mâm xôi. Ông cây này giống cây quất đấy. Cây nào? Cái quả kia chưa chín nên ăn hơi khó ăn. Tự tìm vặt cái táo, một quả táo ăn anh em ạ. Vặt quả táo ăn. Thì Đây. Tôi sẽ vặt quả này nhá anh em nhá. Đây. À đây này. Đẹp lắm. Đây. À. Anh em nhìn thấy cái kia là cái gì không? Nhìn thấy chưa anh em ơi? Đây nhá. Táo này. Bình thường nếu mà ở quê đúng không, táo mà sương mù mà chúng ta lấy ra như này nó sẽ bẩn tay này. Nhưng mà anh em không thấy bẩn gì hết. Đây. Chiến luôn. Nào con người. Lau qua người tí. Ngon quá. Ngon. Đây. Cây này có nhiều. Cây này sai quả lắm à. Không có cây gì. Lát nữa dịch xem. Tên của nó này. Anh em dịch hộ Tuân xem là cây này cây gì. Buổi sáng ăn táo rất tốt anh em ạ. Hỏa rơi. Đây. Bên trong cái này nó sẽ là toàn bằng đá thì phải. Đây. Mờ đó. Đấy. Làm bằng đá. Trong này cũng có hệ thống tưới tự động ở đây của Israel. Ước chừng là khoảng độ 40 cm. Kia chắc là phòng sông. Kia chắc là phòng sông. Đó, đó. Và bên kia. Bên kia là đường ray công nghệ. Đường ray công nghệ. Cái tuyến đường mà chúng ta nhìn rõ nhất ấy, là tuyến đường thứ 2. Theo em Tuân được biết. Tuyến đường này là tuyến đường thứ 2. Nó có sau tuyến đường đầu tiên ở bên kia cái cột xanh xanh kìa. Đó. Tại đây là... Ôi! Lan đây! Cái đường này xong rồi kìa. Đây. Anh em nhìn thấy không? À không phải. Không phải, nhầm. Thôi đi. À đúng rồi. Đúng rồi, không phải sai đâu. Ơ phải, anh Tuân anh đã mặt ăn luôn rồi mọi người. Ngon lắm. Nó hơi chua chua. Hơi chua chua. À. Anh đã ăn không? Cái quả kia là quả gì em ăn chết. Không biết. Thử dịch xem sao. Đây là tuyến đường mà kéo dài từ từ bãi đỗ xe bên kia. Bãi đỗ xe bên kia ra nông trại. Đây tuyến đường này. Hai chị em nhìn thấy không? Tuyến đường mà có dây đây nè. Đó, tuyến đường à. Đó, tuyến đường dây con như sợi cáp nè. Cái cột trụ hình chữ A này nè. Tuyến đường này là tuyến đường đi từ bãi đỗ xe ra
ra nông trại với Nick Kim. Cái tuyến đường này hôm qua em Tuân nói ấy, cái tuyến đường này nó hơn 1 km và nó sẽ chở khách từ bãi đỗ xe cho đến nông trại anh em ạ. Tuyến đường nó chở khách từ bãi đỗ xe đến nông trại và được ngài Nicky nói từ năm 2018-19 rồi. Tuy nhiên thì năm 2018-19 đến giờ thì chưa thấy thông tin về tuyến đường đấy. Đó, nhưng mà hôm nay lên đây thì em Tuân đã thấy cái tuyến đường này. Tuyến đường kia. Bởi vì cái cột trụ kia là em Tuân biết là cái của tuyến đường đấy, cột trụ hình chữ A. Và em Tuân cũng đã xem thông tin là nó sẽ đi qua cái hồ này. Đi qua cái hồ này. Đấy, thì khả năng 100% cái tuyến đường đấy là tuyến đường mà kéo ra nông trại. Có con gấu bên kia. Bây giờ mình sẽ đi bên này. Ở bên này có bộ đấy. Có bộ đấy. Cây này thì vừa nãy mình cũng thử rồi, nó chua chua. Đây. Cây của nó đây. Rất nhiều trái. Bên kia. Cái gì nhỉ? Em để ý nhỉ? Cái khu này. Cái khu này là khu nghiên cứu về mùn sinh học, cũng nhà trồng những cái, tức là thử nghiệm á, kìa, mấy cái nhà lồng kính kìa. Thử nghiệm mấy cái mùn sinh học. Được quả mâm xôi chín. Mình xá. Để lát nữa cho chị Hằng. Ôm. Những cái nhà như này thì có một cái vườn, có một cái giá nướng này. Đây. Mình đi tiếp bên này. Lát nữa em Tuấn sẽ nói về cái nào. Đi từ sáng giờ không biết bao nhiêu phút rồi mà chưa đi vòng hết cái nóc nhà. Cái quả gì đây? Đấy thì ui, cây này có cái dáng rất đẹp anh em ạ. Cây này cây dâu tây thì phải. Đây. Có cái dáng rất là bonsai nhá. Nó lên xong rồi nó tẻ xuống này. Nó trụi xuống đất. À xin chào anh. Ai, cổ đông Việt Nam. À chào em, chào Dũng nha. Ok, xin chào. Xin chào cả nhà. Anh ở đâu đấy? Chúng ta đang thưởng thức một không khí vô cùng tuyệt vời. Đây. Giữa khung cảnh công viên nông trại của ngài Anatoly Nitsky. Đấy. Đây ạ. Đây là toàn cảnh chúng ta sẽ được chứng kiến. Và đây chỉ là khởi điểm thôi. Chính xác. Hôm nay ngày 1, ngày thứ 2, ngày thứ 3, 3 ngày chúng ta sẽ khám phá ở đây. Đấy. Vô cùng tuyệt vời. Chị hôm nay chị đi đây chị cảm thấy thế nào? Rất là tuyệt vời em ạ. Thế còn anh Dũng sao? Xin chào các cổ đông Kenway Việt Nam. Chúng tôi vô cùng hào hứng, vô cùng hạnh phúc khi chúng tôi đặt chân tới Eco. Đây cũng là một dàn nho này. Của Anatoly Nitsky. Trải qua rất một dàn nho. Và thử thách và cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được đây. Điều đó là chúng tôi vô cùng phấn khởi và hào hứng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục quay lại những cái thước phim vô cùng quý giá với tất cả chùa. Quý vị. Quý vị hãy chùa. Cùng chờ đón. Đây, em Tuân sẽ nói về cái này. Đây là khu nghiên cứu mùn sinh học, cũng như là nó kể như là cái vườn ấy, nghiên cứu. Đấy, chúng ta sẽ thấy trồng nên chắc là hái về cho anh em ăn. Đó. Đây. Nó anh chị em để ý một cái buồng này kiểu như là cái này đúng không? Sẽ có một cái này. Đấy, cái này. Có thể nó sẽ là cái mà cung cấp trao đổi chất mùn sinh học cho một vi sinh cho cái đất đấy. Thì đây là cái môi trường thử nghiệm nghiên cứu của công ty. Ngoài ra còn có ba nhà thử nghiệm nữa, ba nhà nghiên cứu nữa. Để em Tuân xem nó ở đâu đó bên kia thì phải. Không thấy, chắc là bên kia, lát nữa sẽ làm sao bên kia để xem. Đó, thì đây là về nghiên cứu này. Chúng ta nhìn này,
Utera. Đấy, Utera. Rồi, quét mã QR này. Đấy thì sản phẩm này là hiện nay là đã thương mại rồi nha anh em nha. Sản phẩm mùn sinh học này đã thương mại trên web nông trại của công ty. Đó. Sản phẩm này đã thương mại trên web nông trại của công ty. Thì về Việt Nam thì Tuân sẽ có những cái buổi livestream nói sâu về cái mùn sinh học này. Đấy, cái thước phim này, đúng không ạ? Thước phim này chủ yếu là chúng ta sẽ thấy được là trong nông trại này họ đang làm cái gì, đúng không ạ? Họ đang làm gì và bản thân Tuân đã trải qua cũng như chứng kiến cái gì. Đấy, thì khu này là dành riêng cho mùn sinh học Utera. Utera. Năm 2019 thì sự kiện EcoFest 2019 là sự kiện EcoFest 2019 thì công ty có một cái lời đề nghị cũng như yêu cầu tất cả các cổ đông trên khắp thế giới khi mà đến cái sự kiện thì đến tham dự sự kiện thì hãy mang theo người mỗi người khoảng độ 2 kg, tối đa là 2 kg đất, mà đất là đất nguyên sinh, không có sử dụng phân bón hóa học gì tác động lên trên đấy cả. Đấy thì mang lại công ty sẽ nghiên cứu và tạo ra một cái nguồn sinh học hoàn toàn là mới, có thể là cung cấp nuôi dưỡng đất. Oh, đau bụng quá. Đồng cỏ bên này rất là xanh anh em ạ. Đây, ngôi nhà này cũng tương đối xanh này. Và bên trên thì toàn là những cái này. Toàn những cây như này thôi, không có cây hoa quả như nhà của Tuân đang ở. Wow. Cây nấm to tướng này. Cây nấm. Nhưng mà cũng héo rồi. Nấm. Còn mấy cây táo bên này thì không có quả. Mấy cây táo bên này không có quả. Khi bên kia có một cái vườn hoa. Hôm nay đến đây đúng cái ngày mà đội ngũ nhân viên họ chặt, họ cắt cỏ. À đến nơi rồi, em ăn rồi. Cực phê và ngon. Ăn thích đúng không? Quá thích. Anh em, những cái này cảm nhận đi, vô cùng tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Quá sung sướng. Đấy, có hai cái nhà kiểu vừa nãy ở bên kia. Đấy, bên này kiểu có một nhà. Cherry. Không phải. Cherry. Chuẩn luôn cherry luôn. À, mình được ăn trái cherry tự mà tay hái tận tay luôn nha. Ơ. Cherry. Nhưng mà cherry nó phải cherry khác chứ. Cherry. Ngon, vô cùng tuyệt vời. Cherry. Ui lại thế. Đó, nhưng mà này ăn không anh em. Quả cherry hái từ trên cây không phải là mua. Bao xin chào. Đây nha. Đây à. Đấy. Đây là tất cả những cây trồng ở đây và hoa đây đều nhờ mùn vi sinh Etera, mùn vi sinh cải tạo các loại đất, trong đó biến sa mạc. Cái gì nữa không có hạt đâu. Cây này rất là ngon nhá. Ăn kiểu như là táo mèo á. Cái Linh nó gọi em chị Hạnh ơi, chứ là em chị luôn. Thử xem. Đây cổ đông của nhà mình này. Xin chào. Xin chào. Cái Linh nó gọi chị ơi là mình liệu mồm mình bảo là chị đi lên luôn. Cả nhà ăn được đúng không? Ui dồi ngon lắm em ơi. Cả nhà ăn thử xem. Bây giờ mình sẽ xuống và đi sang bên nhà bên kia cho cả nhà khám phá. Cứ ăn rồi hả? Cứ ăn thôi. Mình ăn táo trước rồi. Đừng ăn hết là được anh Hành ạ. Đây mới là một trong những rất nhiều. Vừa nãy anh chiều lên bên kia đúng không nhỉ? Vặt làm gì sớm em? Cái quả nó rụng mình vặt. Em cứ để chuẩn bị về vặt. Không, nhưng nó rụng ấy. À. Quả rụng mình vặt em về mong nhá. Hoàn toàn là tài sản của chúng ta anh em ạ. À, trên này có một cây sung anh em ạ. Đây. Trên này có cây sung này. Sung Mỹ. Mình cứ gọi sung Mỹ chứ không biết tên thật nó như nào. Đây, mình sẽ đi sang nhà nào nhỉ? Không đi vào trong nhà nữa, đi ra bên ngoài. Đây.
Đây, những cái cây gỗ bản thân công ty làm nhà này rất là chắc, như gỗ thịt ấy, chắc không? Đó, nhỏ khắp nơi luôn. Đây, đây là không gian bên ngoài anh em ạ, không gian bên ngoài của ngôi nhà Tuân ở này. Đấy, đó, có thể là câu cá kia. Đây, mình có thể ra đây câu cá này, ra đây câu cá, ngồi đây câu cá. Đây, đây đây, à, câu cá này, có bảng kiểu giá tiền đấy, giá tiền ấy. Câu cá trực tiếp lên xong rồi nước ở đây luôn, bếp nướng luôn. Đấy là điều mình mong muốn. Có cần câu thì phải. Xem nào. Cái này là cái gì? À, cái xiên. Đây là cái xiên. Ô, vừa nãy phòng nào ra đây ấy, mình không biết chỗ này. Kia là cái thông đỏ thì phải. Cái này là thông đỏ này. Mặc như này là thoải mái, đi ra ngoài, mặc như này đi ra đường là thoải mái anh em ạ. Thôi cứ cầm quả này lâu quá, chị Hằng chả biết ở đâu à. Khu vui chơi dành cho trẻ em. Nhà này xem có đường lên nóc không. Anh Dũng ơi, anh ở tòa này à? Anh ở tòa bên này này, bên trái này này. Kia á? Ừ. À. Mình sẽ đi tòa này xong sang bên kia tham quan cái kia nữa. Yeah. Bên kia có một con gấu to tướng. Con gấu to tướng. Yeah. Đây. Đấy, con gấu. Đây. Zoom lại này. Đây. Bên này có một cái lò nướng. Chưa? Khi mà chúng ta đến đây chúng ta phải câu cá và chúng ta đem lên đây chúng ta ăn nướng, chế biến các kiểu. Và công ty cũng sẽ có tiết mục câu cá cho anh em. Đó, tiết mục câu cá cho anh em. Và sẽ có thể tự nướng hoặc là có đầu bếp nướng cho. Em Tuân sẽ sang đây để trực tiếp xem cái tuyến đường này cho anh em và chúng ta cùng theo dõi. Tuyến đường này hình như mới hoàn thiện thôi, bởi vì em Tuân thấy có những cái điểm nó kiểu như là đang thực hiện đấy. Đây. Đây nha. Đây là cái tuyến đường mà để em Tuân lục lại thông tin. Có thông tin rằng là đây là tuyến đường thương mại đầu tiên về loại hình du lịch. Đó. Nó là tuyến đường thương mại đầu tiên về loại hình du lịch. Và nó được kéo dài từ từ khu bến bãi đỗ xe ra khu nông trại ở bên kia, cuối điểm cuối bên kia. Đây. Chúng ta thấy nha. Và Tuân khẳng định 100% là tuyến đường này đang thực hiện thôi, đang thực hiện. Chúng ta nhìn này, nhìn kỹ này, chúng ta thấy không? Đó, đấy, đây, đây. Những cái điểm này là đang kiểu như là đang bó cáp rồi thực hiện đấy. Đó, chứ chưa phải hoàn thiện xong. Tức là tuyến đường này là chưa có con tàu nó hoạt động. Đó, và đang thực hiện thôi. Đấy thì cái gì ạ? Năm 2019 mọi người đến đây là tuyến đường này là chỉ có thấy cái cột thôi. Và năm 2019-2020 em Tuân theo dõi cái tuyến đường này là cũng chỉ thấy cái cột thôi anh em nha. Nhưng mà ngày hôm nay một điều là gì ạ? Chúng ta đáng tự hào, đáng vui mừng, đó là cái tuyến đường này đã lắp đường ray lên rồi. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ thấy được là công nghệ nó sẽ chạy ở đây. Và Tuân sẽ nhờ anh chị em là đang xem livestream là cổ đông, chúng ta sẽ chụp lại cái khoảnh khắc này. Chụp lại khoảnh khắc này cho em Tuân nhá. Đâu, để em Tuân chụp xem nào. Ok, chụp sát tại này. Đang làm nha anh em nha, đang hoàn thiện. Ok, không zoom được nhỉ. À đây, rồi, ok. Đấy. Đấy thì tuyến đường này là tuyến đường thương mại về loại hình du lịch, nó kéo dài từ bến bãi đỗ xe ra khu nông trại. Và chúng ta sẽ sang đây thì chúng ta sờ con gấu này một tí. Hello. Oh.
Đấy. Đây. Con gấu to. Đây có biển của nó đây. Đấy, con gấu. Đấy nha anh em nha, con gấu to lắm. Đây, quay lại. Chụp phát nữa. Cái này mình không chụp được. Thôi mình cứ như này để về mình chụp. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ đâu nhỉ? Mình sẽ vào cái nhà kia. Khu này là khu nuôi trồng. Đây, khu này là khu nuôi trồng. Đi đây mặc dù là khu vườn này đạp chân vào mà không bị bẩn anh em ạ. Còn sâu lắm, mình chỉ đến đi đến đây thôi. Khu này là khu nuôi trồng. Tân thấy có con cừu, con dê gì ở đây. Đây. Đó. Mình sẽ vào đây một tí. Đây, đây. Anh em thấy không? Con dê, con cừu gì kìa. Đấy. Đấy. Đây. Con dê. Con dê anh em ạ. Con dê. Con dê trắng. Đó. Bên trong này còn sâu lắm. Đấy. Cái nông trại nuôi trồng này. Nông trại nuôi trồng. Con đà điểu. Anh em nhìn thấy con đà điểu chưa? Đây con đà điểu này. Đấy. Mùa hè đảm bảo đến đây thích lắm anh em ạ. Ui. Người ta sang, hình như là mình xông vào đây, người ta về đây giảm ạ. Mục đích của mình là lên nhà này mà lan man quá. Lan man tít đi bên này. Người thấy tuyến đường thương mại về loại hình du lịch chưa? Anh em nào đang xem lên tiếng đi nào. Chả biết anh em nào, 44 anh chị em đang xem mà chả biết mặt anh em nào. Cái bên trong này có cái vườn đá lắm anh em ạ. Đây, vườn cây này. Cái này không, nó kiểu như là một cái hố xử lý những cái rác thải anh em ạ. Bên kia đang xây dựng một cái nhà gì đấy. Nhà này thì anh Tuân cũng chưa biết. Hello. Đây. Tham quan cái nhà số 10 này trước. Nhà anh Tuân ở số 11 này. Đây là nhà số 10. Nhà số 12 kia. Dạ. Đúng rồi. Phòng này là Rainbow số 10. Mình sẽ đi lên đây. Đi thích thật. Bước đi rất là thích. Chắc chắn. Không có rung lắc gì. Hello những nhà bên kia. Chị Hằng ơi, em giữ cho chị một quả dâu tây. À chả 5554 anh chị em đang xem rồi. Ở đây đa phần là thảo dược anh em ạ. Đây. Cây này thảo dược không biết cây gì. Mùi đó. Mùi. Cây này. Bên này toàn thảo dược thôi. Bên này cảm giác như là muốn hái một số những cái cây mà chúng ta có thể ăn được ấy. Đây, cái này thảo dược này là, thảo dược này là ngài chủ tịch bảo là chúng ta có thể hái và chúng ta bỏ trà. Và cây này cũng có thể, chúng ta có thể bỏ trà này anh em. Cây này chúng ta có thể làm trà để uống được. Đây, rất nhiều thảo dược nha. Bên này toàn thảo dược thôi. Có mấy cây táo ở đây nhưng mà không có quả. Đây.
Đây cây táo ở đây nhưng mà không có quả. Đó. Còn cho anh xem, anh em xem cái đất ở trên nóc nhà này. Cây cối phát triển rất tốt. Đấy, đây. Bên trong nó có một cái lớp nhựa. Bên trong có lớp nhựa. Nhà này, nhà nào toàn thảo dược thì nhà bên kia chắc cũng toàn thảo dược thôi. Mình không nghiên cứu về thảo dược nhiều, cho nên là mình cũng không biết những cái loại cây này. Một cái này nó là, đây là năng tổng khỏa tòa khói này, tòa khói cũng nó là một cái hệ thống lọc, liên quan đến hệ thống lọc anh em. Bởi vì những ngôi nhà này là nhà sinh thái mà, nó là hệ thống tuần hoàn, vòng tròn, một hệ thống tuần hoàn. Nó sẽ thu gom nước mưa ở trên này xuống đất và nó lọc, lọc. Và cái nước đấy nhá, lọc là không phải là để tưới cây đâu, mà lọc có thể dùng được anh em ạ, lọc để dùng được. Sau đó nó trải qua những đào thải, nó lại cung cấp nước lên để tưới cây. Chúng ta có thể thấy ở trên này nó có cái hệ thống tưới tự động đây này. Này, hệ thống tưới tự động đấy, thì nước nó sẽ lên và tự cung cấp cho cây trồng ở trên này. Đó. Đây mà chúng ta có thể thấy tuyến đường thương mại về loại hình du lịch đầu tiên này. Đây, anh chị em nhớ khoảnh khắc này, đây là tuyến đường thương mại về loại hình du lịch đầu tiên trên thế giới được xây dựng ở nông trại Unicky. Chính tên là gì? Nông trại Unicky. Nông trại Unicky. Và nó là tuyến đường đầu tiên ở đây về loại hình gọi thương mại. Đó. Thì tuyến đường này trước đây nó chỉ có thông tin là sẽ triển khai thôi, và hiện nay thì bản thân em Tuân đã, chúng ta cũng đã thấy được đúng không ạ? Đó lắp đường ray rồi. Và một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ thấy được là con tàu nó sẽ hoạt động. Ok. Đây cũng có cái vòi để tưới. Đó, nhưng mà cái mưa này thì chắc là không cần thiết. Cái vòi này để tưới cây. Rồi, vòi để tưới cây. Bây giờ này, giày rất là sạch nha. Đi vào này, đi ra này, sạch. Không hề có gọi là tí đất bùn nào. Bây giờ mình sẽ sang nhà đây, sang nhà hoa đây cho anh em thấy này, nhà hoa này. Đó, ta xem khoảnh khắc khu này, xong rồi sang kia. Còn thời gian chúng ta sẽ đi tiếp. Xin chào 61.000 anh chị em đang xem livestream của em Tuân. Cứ phải cầm theo cái cục này, nên là cũng tương đối là mỏi tay, không cầm cái, không biết là nó có rung không. Có gì anh chị em xem thông cảm. Đây có một cái loại quả. Loại quả. Anh chị em biết loại quả này là quả gì không? Đây. Đó, quả này cũng được trồng quanh ở đây. Không biết ăn được không? Có nhiều lắm. Quả này có nhiều lắm. Nên đây. Đây. Có nhiều. Và mình sẽ xem cái nhà này sau và xem nhà này trước. Đây kiểu như là một cái á. Cái khu đông đấy gọi là khu gì nhỉ? Anh chưa biết, để anh xem đã. Nó có cái ghế ngồi. Nó có cái ghế ngồi ở bên ngoài. Đây, cái ghế ngồi này bên ngoài. Nào mình sẽ nhìn chỗ. Khu này là để tổ chức để tổ chức những cái buổi hội thảo á anh em ạ. Cái khu này là để tổ chức những cái buổi hội thảo, ví dụ như là hội nghị khoa học các kiểu đấy. Đó, sẽ tổ chức những cái buổi ở đây, bởi vì ở trong này là không gian hoàn toàn trống thôi, không gian hoàn toàn trống thôi, không có gì hết. Đó, thì sẽ tổ chức một cái buổi gì đấy, chẳng hạn bên ngoài này vui chơi. Đó. Đây là kiểu mẫu nhà thứ 13. Những cái nhà này nó cũng là một trong những kiểu mẫu là sản phẩm, như là thành quả của doanh nghiệp, chứ không phải tự nhiên mà có như này đâu. Khu này hoa đẹp nhỉ? Đẹp nhỉ? Quá đẹp. Tiếc cho Nguyệt quá không đi được.
Hoàng Giang ơi, Hán thì Kim Oanh hôm nào mục tiêu năm tới đi em nhá. Không biết Kim Oanh còn ở đây không? Hán Kim Oanh. Em ơi, em ở đây lên tiếng xem nào. Đẹp lắm, bên này của mình đẹp lắm anh ạ. Đẹp lắm, đây này. Những cái này nhá, không phải là bạn trước khi đến đây là em Tuân đã biết rồi, nhưng sẽ có những cái điểm này rồi. Bởi vì mình được xem cái 360 độ thì mình sẽ xem thực tế y như ở trên này luôn. Và khi mà mình đến mình sẽ trải nghiệm thực tế rất là đẹp. Em không live stream à? Đó. Đây. Mình sẽ đi vòng quanh ở đây là kiểu như là vườn hoa thôi. Không biết ở bên dưới có gì, nhưng mà em Tuân thấy có cửa đi vào. Đây là một vườn hoa anh em ạ. Đây là một vườn hoa. Lúc nào sẽ chụp ảnh ở đây. Bên cạnh có một cái con gọi là cái kênh. Đây nha anh em nha. Ngày xưa ấy, khi mà mục đích mà ban đầu xây dựng cái trung tâm công nghệ ấy, thì công ty chỉ lấy khoảng đất ở bên trong kia thôi kìa. Đây. Lấy cái khoảng đất, nếu mà anh chị có thời gian để tìm hiểu về dự án ấy, thì chúng ta sẽ thấy một cái demo là nó hình tam giác là lấy ở bên trong kia. Tức là toàn bộ cái khu công nghệ nó đang hoạt động kia thôi, chứ chưa có cái quy hoạch là lấy ở khu này đâu. Cũng như là chưa có quy hoạch để lấy ở bên kia đâu. À, bên kia cũng như là làm những cái kia đâu. À, nhưng mà bây giờ thì sẽ thấy này, chúng ta thấy là đang trồng rau này. Đang trồng rau đây. Đây trồng rau có thể là cung cấp cho đội ngũ nhân lực sử dụng. Và đây hoàn toàn là rau thạch chứ không có phun phiếc gì cả. Đấy. Thì hiện nay và xa xa bên kia chúng ta sẽ nhìn thấy cái hàng táo. À, để xem nào. Có đường đi bên đấy không? Chúng ta sang bên đấy chúng ta sẽ thấy ở bên kia có một tuyến đường nữa. À không phải là đường điện. Đúng rồi. Không nhớ không nhầm thì khu đấy nó sẽ là mỗi một cây táo nó sẽ mang tên một nhà đầu tư anh em ạ. Mỗi một cây táo mang tên một nhà đầu tư. Đó, thì cái đấy chúng ta sẽ nói sau. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống cái cây cầu này trước. Hán Kim Oanh, có anh em nào đang xem mà biết mặt Tuân không? Kiểu như là em Tuân đang nói chuyện vô một mình ấy. Cây hoa đẹp lắm anh ạ. Này. Cây hoa này thì giống như là cái lá của nó giống như cây lá bỏng ấy. Cái hoa lá bỏng ở Việt Nam mình. Nhưng mà hoa của nó rất là đẹp. Ít xì luôn. Nó là cùng một loại. Nhưng mà nó bị lai thôi. Đây nhân viên họ vừa mới cắt cỏ xong. Họ vừa mới cắt cỏ. Mình sẽ ra đây. Bắt đầu tê tai. Tê tai buốt lại. Mình sang bên này là một địa phận khác. Không biết là trong này có nuôi cá. Bên kia hàng táo, cây táo kia. Chắc chắn sẽ có quả. Nhìn xa xa ở bên này thấy rất nhiều quả táo đây. Nhìn xa xa bên này rất nhiều táo. Mỗi tội chúng ta zoom lên không có. Đấy thì những cái điểm này anh em nhé. Những cái điểm này nó là sẽ trong tương lai sẽ quy hoạch xây dựng đấy, mở rộng thêm. Như em Tuân chia sẻ đấy, có ba cái kia, ba cái nhà nghiên cứu kìa, tức là trong cái khu gọi là nghiên cứu về nguồn sinh học ấy. Đau bụng quá. Hay là mình đi một vòng như thế nhỉ? Cái nhà kia thì nó cũng tương tự như nhà kia thôi, cho nên là mình sẽ quyết định đi bên này nhé. Chúng ta quyết định đi bên này, chúng ta vòng sang bên kia. Đó. Đường sạch không đi, đi đường bụi. À, đường đất.
Hay là đi sang bên kia đã nhỉ? Thôi đi sang bên kia. Đi nhà đất. Đó. Thì công ty sẽ lấy tít sâu ở bên trong kia nữa. Bên trong kia nữa. Thì tổng diện tích hiện nay là gần 200 ha. Tại cái trung tâm công nghệ này. Tại trung tâm công nghệ này hiện nay tổng diện tích gần 200 ha, bao gồm cả khu nông trại và trung tâm thử nghiệm công nghệ. Khu nông trại gọi là Eco Park. Eco Park. À. Còn khu trung tâm công nghệ gọi là Eco Techno Park anh em ạ. À, Eco Techno Park là khu bên kia kia. Khu mà công nghệ đang hoạt động ấy, là khu Eco Techno Park. Còn cái khu mà dành cho người ở nó là khu Eco Park. Vườn hoa rất là đẹp. Chính ra em Tuân thấy là cái việc để cây cỏ như này là đẹp hơn là cắt đi như kia. Để cho nó cao cao như này rồi cắt thì sẽ đẹp. Đấy. Đúng không anh em? Đấy, cây cỏ như này nhìn rất đẹp này. Em Tuân thích ở môi trường như này. Không gian trong lành, cây cối xanh tươi. Modern 12. Số 12. Mình sẽ lên nhóc nhà này. Đi rất là chắc chắn nhá. Tường nhà. Có bị rung không ở nhà? Có chất lượng có tốt không? À, đã lên đến tòa nhà thứ 3. Tòa nhà Tuân ở kia. Tòa nhà hàng xóm kia. Tòa nhà hàng xóm đây. Y xì như cái tòa nhà thứ 2 mà Tuân lên. Bên này cũng toàn thảo dược thôi. Cây này là cây thảo dược. Cây này là cây cây hoa gì ấy anh em ạ, quên mất tên. Cây này là cây khi mà mình vuốt lên này anh em ạ, nó là một thảo dược. Mình vuốt lên như này chúng ta sẽ ngửi được mùi thơm của nó. Đó. Và cái lá này chúng ta có thể dùng để nấu ăn, nêm thêm gia vị ạ. Cây này gọi là quên mất rồi. Ngày xưa bán cây nhớ tên nhưng mà giờ không bán cây quên mất tên rồi. Về xuất lại sau. Đó, thì nói chung là cây này khi mà chúng ta đi ăn bít tết ấy, chúng ta thấy cái này này. À, hương thảo. Cây này là cây hương thảo. Đó. Đây có một bộ bàn ghế có cây thông. Cây thông Noel. Cây thông đẹp lắm. Chụp ảnh. Mình sẽ quay lại bên này để chụp ảnh. Bởi vì cây thông rất đẹp. Đẹp chưa anh em? Cây thông đẹp chưa? Tranh thủ chụp ảnh đi. Ô, mình lại chụp màn hình. Mình lại chụp màn hình. Cây thông quá đẹp luôn. Đa phần bên này chỉ mấy cây đấy thôi. Mấy cây thảo dược. À, cây thông đây. Bên này có trồng cái táo có một quả duy nhất. Có lẽ mình sẽ hay ăn. Đây, cây thông này. Tuyệt đẹp. Cái livestream này nó không kết hợp cái chụp ảnh nhỉ. Mình sẽ để những khoảnh khắc đẹp như này cho anh em để anh em chụp. Và có thêm cả mình nữa thì đẹp. Đúng không? Đấy. Một cây táo duy nhất có quả ở khu vực này. Đây. Bắp cải, người ta hái bắp cải. Và nó sẽ rơi vào tay Tuân hái. Ô, quả này bị sâu anh ạ. Nó bị như này.
quả bị sâu chắc chắn là sẽ ngon. Có nhiều cái thông lắm đây. Đó, thôi ok, nhà này xong rồi. Bên trong thì là những căn phòng cũng sẽ như bên Tuân ở mà thôi. Cho nên là mình sẽ không vào. Mình sẽ bây giờ mình sẽ đi đường nào nhỉ? À, công nghệ nó chạy bên kia kìa. Công nghệ bên chạy bên kia kìa anh em ơi. Thôi mình sang kia mình xem công nghệ nó chạy nhá. Sau đó mình sẽ đi khám phá tiếp khu vực khác. Con tàu, đúng không? Mục đích của chúng ta là thấy được những con tàu thật nó hoạt động, chứ không phải là chỉ những đường ray không. Đấy. Thank you for. Đây. Sang bên này chúng ta sẽ thấy được công nghệ hoạt động. Kìa. Ô, ai lại để túi đồ đây? Hôm qua mình vào đường này, vào cổng đây, có rất nhiều nhà dân. Này, ra nữa. Đâu rồi? Công nghệ nó chạy, con tàu chạy đâu rồi? Đấy, kia chị Mương Lá, kia là chị Mương Lá, là giáo viên vùng cao của tỉnh Lào Cai. Kia con tàu kia. Chị Mương Lá anh ạ, chị Mương Lá cổ đông ở trên Lào Cai và chị là giáo viên 18 năm, giảng dạy được 18 năm, chị làm giáo viên mầm non. Hello chị. Đây cho chị quả mâm xôi. Wow, mọi người nhìn đây, đây là em ra gần người đồng hành trên mình luôn. Quả mâm xôi đấy, em hái duy nhất được ở cái quả bên kia. Ôi, chị Hằng nhiều người xem thế, 10.000 người xem mà. Đi đi. Đó, bây giờ mình sẽ đi sang bên kia như cái mục đích của mình ban đầu mình đi sang bên kia. Follow của em là 47 triệu người xem. Đi đi chị ơi. Còn sách túi đồ kia, sách túi túi ảnh của chú tí cái. Đâu? Đây cửa mình vào đây. Chủ tịch đã ở đây đâu mà tặng. À, mình bỏ mang cả sao? Cái quả cơm xôi này ăn nó nhạt nhạt. Nhạt á? Ừ. Nhạt đâu mà nhạt. Nhạt chẳng có vị gì luôn. Ô phải đeo cái đấy à? Ủa đeo như chị đang để đeo cái này mà. Đeo thẻ đấy nhưng mà chị chưa đeo. Vâng. Anh có lấy thẻ chưa? Thẻ ở trong túi quà của mình ấy. Đi vào lấy đồ ra anh em ạ. Đây. Ôi vào nhà ấm lắm. Vào nhà ấm hẳn đi. Đấy, túi đây. Em xách cái gì? Em đi lấy đồ em. Có tàu chạy nhưng mà em chưa. Em chưa, em đã quay đâu, em chạy từ bên kia sang mà. Thế á? Chị Minh cả nhà. Bây giờ em Tuân nè, để lấy cái thẻ đó. Phòng 105, em Tuân ở phòng 105. Đây anh em, túi đồ quà công ty. À, một cái thẻ này. Một bộ áo mưa này. Đấy, cái áo sơ mi và cái đôi tất. Đây. Phòng của em Tuân đây. Nhìn thẳng ra bên kia đó. Cái này nó có một cái gì đội anh đâu em xách hoa quả hay là cà phê đây? Cà phê nhẹ hơn, hoa quả nặng lắm. Ui rồi khiêng không? Không nặng lắm anh em, vừa nãy Lân đi một mình mà anh em không bảo Lân xách. Phải 5 cân hoa quả anh em ạ. Mình đi xách quả 5 cân hoa quả. Thôi cất dép, cất giày vào đây đã. Có xe bíp này. Nhanh nhanh cả nhà, có xe đón này. Chị Minh ơi.
Ôi, một phát 50 mấy người xem mà bây giờ còn 19 người xem này. Hello. Hoa quả. Đây. Hạnh ơi. Hai. Xin chào. Xin chào. Ui. Đi lên, ô. Đi lên. Đấy, bây giờ sẽ sang bên kia anh em nhá. Chị có đi ăn không? Bây giờ sẽ di chuyển. Ôi, 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 không phải chỉ nó căng mình đâu. Cái phần gì bỏ được như pháp, chị mở cho. Ôi trời. Nhanh nhanh lẹ lẹ. Chị không mang áo đi à? Những người mà có người ở đến đằng sau là đừng khóa nhá. Phải để chìa khóa cho người ta đến thì anh lên nhà để rồi. Chị đi lạnh lắm. Chị, mình cứ gửi vào chỗ lễ tân chứ. Cô đi ăn cho người ta đi về. Bây giờ sẽ đi ăn sáng anh em ạ. Đây thẻ này. Chị Hằng mang thẻ chưa? Chưa mang thẻ. Tôi xuống cái thẻ trong túi quà ấy. Thôi 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 thôi, thôi tí tí ăn xong mình về. Nhưng mà người ta không cho ăn thì sao? Chị bị điên là mình đi đâu ăn? Đó đều. Không sao đâu. Mà nói chung là đã sinh ra thì phải mang thẻ và phát áo đi cả ngày là lạnh đấy luôn ạ. Ừ, đấy, đi nó về em mang thẻ. Mang thẻ. Đội này nhiễu lắm. Đồ này nhiều lắm anh em. Ai? Em đi bộ nha. Mình đi bộ cho nó lành. Học cả Tây anh em ạ, học Tây đi bộ. Em chào cả nhà nhá. Bây giờ mới có thời gian chào lại này, toàn review cho anh em mà anh em chả tương tác gì cả. Yên bình nơi đó, chính xác, đây nơi đây yên bình lắm. Học Tây đi bộ, thấy ông Tây đi bộ, mình cũng đi bộ. Đi bộ cho nó thư thái, bởi vì lâu rồi mình không. Cái gì ạ? À? Không. Không bảo em sớm. Thôi chiều đi. Chị đang dùng mà. Ở trong này nông trại này em nuôi dê ở trong kia. Dê. Đi khu này là khu mới này, không biết là đang làm cái gì. Đang có nhà xưởng để sản xuất một vi sinh đi. Thấy mấy cái pallet thì phải. Có thể là như vậy. Đâu nhỉ? Em chào chị Hằng ở sân vui. Chị Hằng ở bên kia rồi, thích quá, thích lắm chị Oanh ơi. Thời tiết rất là mát mẻ này, anh em mặc như là vừa. Đây bên trong là cái sơ mi buổi tối qua mà. À sơ mi đâu, cái áo phông bên ngoài này. Một cái bộ thể thao. Anh Bùi nắm bắt cơ hội đi đứng ngoài kia làm khán giả. Chính xác. Cái cơ hội này thì mình có thể ngựa kìa. Mình đã thấy rõ một rồi, mình góp vốn là mình được trực tiếp đến đây rồi. Ở bên này có đàn ngựa này. Mấy con ngựa thôi, không phải đàn ngựa. Bên này là nông trại. Nuôi trồng. Không biết là đây nuôi gì, như nuôi cả sấu sao anh em ạ. Ê, ăn nuôi vịt. Có mấy con vịt. Đấy, Tây người ta cũng đi bộ. Đàn gỗng gì. To lắm, tuần dài lắm. Hello. Ảnh ngài Nicky đây rồi. Vịt này con gì chân không biết. Ui táo đấy anh ơi. Ui rồi. Đấy, xe táo nha anh em nha. Xe táo luôn. Lại đánh cái canh nhỉ. Đây, anh em này. Thở ra khói này. Đây. Ngài Nicky đáng kính của chúng ta. Đó. Cứ để đây xong rồi lát nữa mình chụp lại xong rồi dịch đi anh em. Đây khu vườn thú. Mình sẽ ghé qua đây một chút thôi. Có chết rồi mình dẫm lên nước. Nhiều cây lắm.
nhiều cây lắm. Khu này là khu vui chơi. Con thỏ này lên đây. Đây. Nuôi thỏ này. Đó. Chạy nhanh quá. Nuôi thỏ. Nhiều lắm. Tây nó khác quá. Đây. Khu vườn của thỏ. Khu vườn của thỏ. Bên kia nuôi cái gì trong lồng kia? Khỉ. À con sóc, sóc. Nhiều lắm. Hình như là lát nữa mình ra đây sao ấy em ạ. Thôi mình đi ăn đi đã. Bảo là đi thăm sở thú mà. Sở thú đây rồi. Chắc là lát nữa mình ra đây. Anh em thấy con gì đây không? Con trồn. Con trồn. Mình bây giờ là 10 rưỡi nhỉ? Việt Nam bây giờ... Đâu, là... Việt Nam bây giờ mấy giờ chiều rồi? Bây giờ là 2 rưỡi chiều. 2 rưỡi chiều rồi. Khu này vui chơi nhảy. Đúng nhảy. Bạc nhảy. Kìa, con gấu to trắng kìa anh em. Kìa. Đấy, con gấu. Khu này đích thực là khu... Khu vườn. Khu võng. À. Mùa hè ở khu này sẽ mát nhỉ. Mùa hè sẽ mát. Đây không biết làm gì đây. Anh em mình dịch đi. Dịch đi. Đây một xe táo nữa nha anh em nha. Cho anh em xem xe táo nha. Công ty chắc mới thu hoạch táo. Đây là nhà số 7 này. À không phải. Không phải xe táo. Xe thùng gì thôi. Cứ ngỡ là xuống. Cứ ngỡ là xe táo. Khu này như kiểu resort. Mình đi sang bên này. Mình đi sang bên này. Đi song song được. Hả? À, như kiểu resort. Đúng rồi, khu này kiểu khu nông trại mà em. Đấy, đây là 100 địa điểm đáng đến nhất của Belarus anh em ạ. Đây. Đấy, mình có thể thuê ở những căn nhà này. Mình hoàn toàn có thể book trực tuyến nhá. Hoàn toàn có thể book nghỉ dưỡng ở khu này trực tuyến luôn. Cửa hàng. Đây. Thôi đi ra đấy làm gì em. Ra đây xem cái gì nuôi ở đây thôi. Không biết là mình sẽ nuôi cá câu cá ở đâu. Có nhiều cây. Chết. Khu này kiểu như là đánh lưới ấy. Nhở. Chả biết nuôi trồng cái gì. Như kiểu tráng ấy. Tráng để sống. À kiểu như là chắc là người ta bắt câu lên, bơm bắt lên để sống chỗ này đấy. À. Đây nha anh em nha, cái nhà mà em Tuân bảo là cái khu nghiên cứu ấy kìa. Nghiên cứu mùi sinh học kìa. Đây. Khu này là thấy nó nhiều câu cá nhiều lắm. Nhờ. Khu này thấy nhiều. Đây, để cần câu này. Có một cái tổ chim hay sao ấy. Này. Đây. Khu này là khu nghiên cứu nuôi trồng. Thôi mình sang bên này. À đây, sang lên đây là đi tham quan thoải mái luôn. Đấy anh em thấy người thật việc thật chưa? Hôm nay hình như là Tuân có xuống sắc một chút anh em ạ. Hay là do ban ngày không biết. Như anh Phương anh nói ban ngày là em Tuân sẽ bị xuống sắc. Ban đêm buổi tối thì ánh sáng nó sẽ giúp anh Tuân trở nên đẹp trai hơn, đúng không? Đây là cái ngôi nhà. Không biết là ăn sáng ở đâu nhỉ? Thôi mình... À kia kia. Thôi mình không cần ăn sáng cũng được, ăn hoa quả là được.
mình sang bên đây, sang bên đây sẽ thấy nhiều người người ta câu cá ở đây. Kìa, người ta câu cá kìa anh em. Thôi mình lạc rồi em ơi. Đây, có thể câu cá bên này anh em ạ. Đấy, các cỡ câu. Cỡ câu kìa. Và đây chúng ta sẽ thấy được công nghệ. Kia có một ngôi nhà sinh thái. Ngôi nhà sinh thái mà ngài Nicky hay sống này. Đấy, ngôi này. Cô phỏng vấn được, truyền phỏng vấn ở đây. Và UST kia anh em. Trước khi đi, em Tuấn có đăng một cái hình ảnh về UST ấy. Và logo này. Đấy, UST kia. Và cái tuyến đường mà em Tuấn bảo anh chị em là tuyến đường thương mại đầu tiên đây. Đấy, cái đường dây đang chạy này. Đây là đường dây dây anh em nha, đường dây dây nha, chứ không phải là dây cáp đâu, không phải là hệ thống cáp treo đâu, mà nó là hệ thống đường dây dây, hệ thống giao thông cấp 2 của Unity chính thức rồi gì. Kia sẽ là tòa nhà bảo tàng tương lai, à tòa nhà mà minh chứng lịch sử của dự án. Khi nào sang bên đấy thì em tôi sẽ quay video cho chúng ta. Và kia là cái ngôi nhà, cái xe Jeep trên đường dây thép để chứng minh cái đường dây công nghệ nó an toàn, à nó chắc bền. Cái này thì chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ sẽ tìm kiếm khu vực được ăn và chúng ta sẽ phải ra bên này bãi đỗ xe. Quá rộng. Hay là ở trong này nhỉ? Thế họ đang nướng cái gì kia? Em thử gọi cho mọi người xem là ở khu nào. Mình sẽ tranh thủ ra đây review một tí cái chỗ đang xây dựng này. Cái tuyến đường thương mại về loại hình du lịch đúng không? Vừa nãy em Tuân bảo là đang hoàn thiện đấy. Đấy, con tàu nó chạy kia, chúng ta sẽ xem sau. Đấy thì ở đây chúng ta sẽ thấy được thực tế hơn về cái việc mà tuyến đường này đang thực hiện. Nó đang thực hiện đây. Đấy, trước đây chúng ta chỉ thấy những cái mô hình thôi. Bây giờ là đang lắp cái cầu thang lên này. Đang lắp đây. À, đang dần hoàn thiện. Đang dần hoàn thiện anh em nhé. Ô. Biết thế mình lên xe vừa nãy nhỉ? À đây. Đây có. Xe đây, chở mọi người đi đây. Phải ở đây không? Khu này kiểu như là đấu trường ngựa ấy anh em ạ. Ok. Bà đi ăn sáng anh em ạ. Thank you. Спасибо. Đây nha anh em nha, đây khu này là bãi đỗ xe này, bãi đỗ xe này. Đấy thì cái tuyến đường này nó sẽ từ bãi đỗ xe này vào nông trại này. Đó, chúng ta thấy không? Đấy, tuyến đường này sẽ từ bãi đỗ xe này vào nông trại bên kia. Đấy. Đây, được vào trong này rồi. Được vào trong này rồi. Đây. Anh em thấy không? Tôi đang di chuyển vào bên trong. Và bên này là đường này, đường đông này. Ngôi nhà gỗ đầu tiên của dự án đây. Boss, ok, boss. Đấy, nhà ông bảo là ông chủ ở đây, nhà ông chủ ở đây, tức là ngài Nicky ở đây anh em ạ. Ngài Nicky ở đấy, cây cầu gỗ là một trong những cái hạng mục nhỏ, sản phẩm nhỏ của công ty. Và đây tuyến đường đầu tiên đây anh em. Tuyến đường đầu tiên được hoàn thiện năm 2016 đây, là tuyến đường này. Đó, nó đang hiện hữu đây nha.
tuyến đường này thì là được hoàn thiện vào năm 2006 và nó chính thức hoạt động vào năm 2016 này. Đấy, thì cái này là chúng ta để thấy anh Tâm này, hello. Hello, hello các anh nhá. Hello. Đấy, các anh đi bộ từ bên kia sang bên này ạ. Ờ. Em đi bộ bên kia sang bên kia. Rồi. Kia em ở kia kìa. Thế là đi về đi đâu? Em đi bên kia lên kia xong rồi ông lại đi đón. Đó, tàu đây anh em. Tàu đang hoạt động này. Đấy. Đấy, tàu hoạt động. Đấy, bây giờ là mọi người sẽ đi ăn. Đấy, thích chưa? Đây là anh Tâm này anh em ơi, đây là anh Tâm này là cổ đông lớn đang đua. Đang đua với con tàu nhá. Xe điện đang đua. Tàu nó chuẩn bị đến nhà ga nên là đi chậm rồi. Sáng giờ live stream lên. Sáng giờ em live stream từ sáng giờ. Dạ. Hôm qua em về em live stream đến 5 giờ sáng. 5 rưỡi em mới đi ngủ. Hai rộng nhỉ. Rồi đấy. Kia nhá anh em nhá, có một cái hệ thống đường cua kia kìa. À, đường cua này mọi người cứ bảo là cái tàu này nó chỉ hoạt động là đường thẳng nhưng mà nó có cả đường cua. Đi ăn anh ạ, bây giờ đi ăn đã. Không ăn á. Thôi cứ đi. Anh Tiếng này đi với đoàn anh ạ. Người ta đi tìm đấy anh ạ. Người ta không thấy mình là người ta đi tìm mình đấy. Lạnh nhỉ? Tôi có lạnh không? Em bình thường anh ạ. Em không có không lạnh. Cầm rũ. Dạ. Em có. Đâu nhỉ? Đây. 100 được không anh? 100 rút bao nhiêu tiền nhỉ? 100 nó khoảng mấy chục nghìn, mấy chục nghìn Việt Nam thôi. Một 10.000 rút là hết 3.900.000. Thì 100 là khoảng độ 390. Mỗi đồng 100 là 200 anh ạ. Từ 200 được. 200 tí nữa họp đây này. Vâng. Trời đã lạnh rồi còn đi vào nhà nào nhỉ? Chắc là vào nhà này đấy anh. Đây này. Chị Hiền đâu? Chị Hiền ở đây rồi anh ạ. Đây anh đưa ông. À anh xem like của em gì? Đấy à, nghe cái chú đấy ạ. Đây em đăng like này. Hả? Em đăng like này. Yeah. Anh muốn lên sóng không qua đây? Lên sóng à? Đâu? Đấy. Đâu? Đăng like. Ôi giời. 37.000 khán giả đang ok xem xin đây. Chào 37.000 bạn bè của Tuân trên Facebook nha mọi người. Chia sẻ cái video cái livestream này cho Tuân. Tương tác tên những anh chị em như đồng đội bạn bè của mình vào. Đấy, chúng tôi đang ở cái công viên Eco Technopark ở cái khu gọi là khu trang trại Hồ Câu. Thank ok, you. Thank you. Tiệc vui rồi. Đây cả nhà nha. Đây để chụp ảnh. Đây mọi người đang chụp ảnh bên này. Cóng hết tay anh em. Đang nấu ăn. Hello. Hello. Hello cả nhà. Sky Vietnam!
Thank you. Tay xòe quá. Bên này còn này anh em. Bên này là đi thẳng ra vườn. Đấy, đi thẳng ra. À, đi thẳng ra cái hồ, hồ câu cá. Bây giờ sẽ là ăn sáng. Bên kia. Đây. Chụp ảnh. Công ty chụp ảnh kìa. Công ty chụp ảnh kìa. Quay video. Đó. Anh em lấy cho anh à? Em ngồi đây. Ngồi nhanh đi ra. Cái gì? Đi ra chỗ khác. Ơ. Anh thôi. Đều thật đấy. Mình sẽ đi lấy đồ anh em ạ. Đây là ăn salad. Ok, thank you. Thịt. Oh. Bà người đẹp lấy cho. Ok. Đây có phải là margarine ra? Cái gì em? Đây anh tôi. Hả? Đây là gì? Bơ. Không biết, anh không biết mấy cái này đâu. Ok, thank you. Possible. Oh, one. Спасибо. Oh. No. Đây là trà là. Anh ạ, à, đây là trà. Đây. Đó. Bay từ sớm giờ đây à? Trà là. Còn đây là quả gì không biết, mình cứ ăn thử. À, kiểu như là Việt Quất ấy. Đây là kiểu Việt Quất ấy, không biết có phải không. Mình cứ thử. Cô gái Beirut rất là đẹp, rất xinh. Công nhận là xinh thật. Anh chị em thấy trợ lý An Tuân lấy đồ cho An Tuân xinh không? Thư ký riêng của anh Tuân. Thư ký riêng lấy đồ. Quả này kiểu như là quả hồng. Quả hồng ấy. Mấy quả coco ấy. Nhìn gọi là mứt đấy. À. Mình ăn rất là tà lao nhá. Không quy củ. Tà lao bị đào. Tà lao bị đào luôn. Hey. Okay. Hi. Cho em nhờ thì. Oh. Đây quả sung mình ăn hôm qua đây em. Đúng rồi, chắc thế. Đúng luôn, lần trước chị ăn một lần chị không biết nó là quả gì. Nhưng chị bỏ ra mà nó ngọt chị không dám ăn. Chắc là người đây người chưa biết. Người đấy ngày đấy mình chưa biết nó là cái loại này em hiểu không. Ui đấy là bơ đấy. Bơ lại ăn. Chế gạt cho em cả. À được. Ok. Sorry. Chỉ ngày 4, ngày 5.
qua về là chắc chắn là sẽ không kịp. Đáng ra là ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai thì kia là ngày vào về nghỉ, không ai làm chuyện, cho nên mình phải đẩy lùi, mình phải đẩy lùi cho nên. Thế vì thế cho nên là nó lại liên quan đến cả cái việc này, không quan đến quyết định nào đấy. Dạ vâng. Bây giờ là như này nhé, phương án này là tất cả chị em mình đều ra hạn. Nếu là cả một và hai đứa hạn cho chung nhau đi chơi với nhau. Thứ hai nữa là nếu mà ra vé kia, vé kia thì mình chuyển đổi như nào? Đấy. Đổi như là phí như nào? À thế thì bây giờ vé là chỗ mình. Cái gì? Đấy, chị ngồi đi, chị ngồi đi, xong em đang nói chuyện. Là gì? À. Ông anh ơi, mùng 4, mùng 5 thì chị kia chị đi kịp giờ ấy. Đấy, một người cá nhân thì tức là như này đi suốt mà. Anh Giang nhé. Vâng, hiện nay là mình sẽ có ngày mùng 4, mùng 5 là thăm trung tâm đấy. Đúng rồi. Và công sở của mình. Vâng. Thì mùng 3 mọi người lịch trình là mùng 3 về. Thì đó. Thay đổi. Thế bây giờ thứ nhất là đoàn mình cần phải thay đổi visa. Vâng. Để cho cái thời gian đầu mình được nghỉ dưỡng đến trung tâm công nghệ tốt nhất. Thứ hai nữa cái vé là mình sẽ thay đổi vé làm sao phù hợp đến cái visa đó. Để khi mà thăm quan. Ờ. Anh Nam ngồi đâu đấy? Em ngồi đây với. Có mọi người ngồi đây rồi. Thôi mình ăn như này thôi. Rau ngon nha. Anh uống cà phê gọi nhá. Nóng quá. Ba không qua đưa toàn bộ nữa. Cho em xin cái gì ăn à? Cả nhà ơi, ăn sáng nhá. Bữa sáng đạm bạc, lười lấy đồ. Mình ăn tạm như này thôi. Ăn heo thì. Đây là thêm ngon nha. Chị Hằng nhà đầu tư em đang vướng cái tour đi Ý nữa kìa, không ở lại được. Mùng 5 chị đi Ý rồi. Mời cả nhà ăn sáng nha. Anh em thấy cô gái Belarus xinh không? Quá xinh. Quá xinh luôn. Chị Hằng, chị Hằng ơi, ngồi đây. Lần đầu tiên ăn ớt này nha. Mọi khi mình ăn miếng bé, giờ ăn miếng to quá. Thịt lợn. Đi đang lên kế hoạch để hợp nhất giữa đoàn 1 và đoàn 2 cùng đi thăm trung tâm công nghệ, cùng đi thăm
nhà máy sản xuất cùng đi thăm tòa nhà văn phòng. Nên cần đang phải bàn lại kế hoạch. Anh nào cà phê nào tôi gọi hai cốc này. So that's for you, maybe. Yeah. So high for Belarus. Anh em nào uống ra bảo cà phê hoặc cappuccino. Ông sữa có bê à? Ê, nhà mình. Kìa kìa, chụp ảnh kìa. Ngon chưa? Thêm không? Không biết là cái năm nào tao phải sang đây. Bình thường là mỗi một năm là công ty tổ chức một lần cái sự kiện Oktoberfest. Đấy. Để nhờ tất cả cổ đông. Hôm nay chả thấy ai comment nhỉ? Không ai comment à? Không ai comment. Ở đâu? Ở trên nhóm mình á? Ở trên livestream của em. Livestreamer. Tầm này là đang buổi trưa. Tối qua em làm đâu? Bây giờ đang mấy giờ chiều à? 11 giờ 3 giờ chiều à? À chắc mọi người đang làm việc. Hôm nay thì mấy nhỉ? Hôm qua em livestream đến 5 rưỡi sáng mà. Anh về anh ngủ luôn. Tưởng ngủ một tiếng mà hóa ra dậy đã 9 giờ. Thôi em Tân sẽ tạm thời dừng livestream ở đây. Có gì gặp lại anh chị em và hành trình tiếp theo tham quan ở bên ngoài đấy chẳng hạn. Bên kia có điểm không? Để em Tân ăn và theo dõi thông tin đã. Bye bye anh chị em nha. Rất cảm ơn anh chị em đã ủng hộ livestream của em Tuân. Và chúng ta hãy tag bạn bè của mình vào đây cho bạn bè mình xem những cái hình ảnh thực tế về trung tâm công nghệ, về cơ hội đó, đúng không ạ? Về cơ hội về trung tâm công nghệ thực tế, thực tiễn, những con người đã góp vốn vào dự án và đã gặp những cái con người ở đất nước này, họ rất là gần gũi thân thiện. À, thì trải qua những cái hình ảnh video chúng ta cũng đã thấy rồi. À. Không có táo nhỉ? Táo vừa nãy em thấy có một xe chở đi đâu ấy. To. Ok. Bye bye cả nhà nhá. Chúc cả nhà buổi chiều Việt Nam thật là vui vẻ. Không có gì buổi tối chúng ta gặp lại, được không ạ? À, bây giờ bên này nó đang 11 giờ trưa.